sao. Mình đã nghĩ là mình thử đi hiking một vườn thì xem có sao, vui hay không. Mình đã làm điều đó. Vlog này chính là những cái thước phim dạng gì ghi lại chuyện hành trình hiking một mình của mình tại Seawood Park Trail. Đó là một rừng cây nhỏ nằm lọt thỏm giữa vùng Midtown của thành phố Toronto. Đây có lẽ là một nơi lý tưởng để các bạn có thể hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và giải tỏa những cái năng lượng tiêu cực. Đôi khi đó cũng là cơ hội để chúng ta kết nối lại với chính mình, một nhân vật quan trọng mà chúng ta thường quên lãng đi. Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ nằm bên cạnh sườn núi. Tuổi thơ của mình gắn liền với cây cối, hoa cỏ và chim chóc, nên việc gần gũi với thiên nhiên là một điều rất là tuyệt vời đối với mình. Dù đi một mình hay đi với nhiều người thì thứ duy nhất để lại trong mình chính là sự trải nghiệm. Và mình tin chắc đó là những cái điều quý giá mà mình đang nỗ lực sống trọn vẹn cái tuổi thanh xuân của mình. Cái trail ở đây thì rất là dễ đi và đặc biệt là người ta xây dựng những cái bậc cầu thang bằng gỗ như thế này thực sự rất là đẹp. Và mình nghĩ là vào mùa thu ở đây lá rơi, lá vàng, nếu mà đến đây chụp ảnh thì mình nghĩ sẽ rất là đẹp. Để đi hết cái trail này, với cái tốc độ chậm chạp của mình thì mình nghĩ là hết tầm khoảng 30 đến 40 phút. Ở những cái giây phút này thì mình đã khá là mệt và mình quyết định dừng lại nghỉ 15 phút. Cái trail này khá là ngắn và những cái lối mòn cũng rất là dễ đi. Đã lâu lắm rồi thì mình cũng không có đi bộ lâu như thế này. Mặc dù khá là mệt nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui. Đây là con đường mà bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp này. Nếu là bạn thì bạn sẽ phải lựa chọn con đường nào? Còn mình thì mình sẽ chọn đi ở giữa và đâm thẳng vào cái hốc cây đầu kia ấy. Vậy là mình cũng đã hoàn thành thử thách đi hiking một mình. Bây giờ thì mình cũng đã khá là mệt, nên mình sẽ dừng lại bên một cái gốc cây nhỏ để ăn bữa trưa mà mình đã chuẩn bị. Chắc nhờ bạn nghĩ có lẽ là con này nó bị điên, tại sao nó lại đi một mình. Mặc dù mình đi một mình nhưng mà mình không có cảm thấy cô đơn, tại vì mình nghĩ đó là cái khoảng thời gian mà mình dành cho mình. Thực ra đi một mình nó cũng có cái vui của nó. Nếu bạn muốn biết cảm giác thì xách ba lô lên và đi một mình nhé. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích video và muốn mình tiếp tục ra những cái video mới thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.